Do tình hình là bữa nay là mình đi với bạn Hưng Cao với lại bạn Đại Gia, bạn Ly đó thì đang ở chỗ bán đồ ăn của cái fest là Japan Expo. Đó bây giờ thì đang chờ trà sữa, định mua quả trà sữa nhưng mà ở chỗ bán đó là tầm 10-15 phút nữa thì mới có. Đại gia bữa nay quay cái mod rất là trùng với màu áo, cái thân xám với cái thân xanh như là cái áo với cái quần của bạn, còn cái ghế màu đen thì giống như đôi giày, cái ghế màu đen ở trên thì giống như là cái cặp, còn bạn này thì cái ring của Slowfit trùng với màu áo, còn cái thân thì trùng với cái quần với đôi giày. Anh em đang kiếm chỗ ngồi. Tình hình là mình và Ly đã ra khỏi Fest và tụi mình đang ở Vạn Hạnh Mall, quận 10. Thì theo như mình biết là có một bạn nói với Ly là tìm thấy một cái cây gọi là Starachi ở trong này. Cái cây này là dùng để làm mirin mod của Akai. Mà bạn đó nói là cái cây này chỉ bán trong này với giá 100 mấy thôi. Mà theo như mình biết thì trên thị trường là cái cây này phải trên 200 ngàn, nếu mà ship về Việt Nam thì chắc tầm 300. Cho nên là tụi mình đang đi xem thử coi thật hư nó như nào. Đang ở trong Book City và tụi mình đang ở cái quầy bán bút viết các thứ. Không tìm được cái cây Stalochi. Anh ấy thì đang đau khổ và đang tự sướng với cái cây cũng tựa tựa nhưng mà không phải. Mình đã tìm ở bên này cũng như bên kia nhưng mà không thấy được. Đó thì tất cả chỉ là lừa dối. Không có Slalochi nhưng mà có cái củ liền này. Có cái củ liền này. Có một lộn. Hình là không có Slalochi nên là bây giờ anh em chuẩn bị về. Và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu mà anh em thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh của mình.